momo.com. Bé chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùng momo.com để kiếm tiền nhé. Shopzone3.com nơi bán đứt liên quân Spotify uy tín giá rẻ số 1 Việt Nam. Ra mắt vòng quay không đồng, vòng quay cung huy nhận lên đến hàng nghìn cung huy từ vòng bay liên quân, nhận đích cực kỳ ngon. Đặc biệt lần đầu tiên đăng nhập vào shop nhận cung huy free, nhanh tay truy cập shopzone3.com. Sự thật đen tối trong liên quân mà bạn chưa biết đến, mà gia vị tướng đáng thương nhất trong liên quân là thánh nữ đầu tiên của tháp quang minh thần tọa và cũng là học đồ của ma pháp sư thủ tịch Erat, sở hữu nhan sắc cùng tài năng xuất chúng, nhưng chuyện tình cảm của cô nàng lại là một bi kịch lớn. Dưới sự theo đuổi của Volkat, hai người đã yêu nhau, nhưng không ngờ bi kịch bắt đầu từ đây. Sau khi Volkat trở thành chúa thể hắc ám và gieo gắt chiến tranh chết chóc lên toàn lục địa, chỉ vì là người yêu của Volkat mà Maza ngây thơ đã bị chính những người từng là bạn thân ở tháp quang minh xem là phản đồ, bị bắt nhốt trong ngục tối hành hạ tra tấn một cách dã man. Hơn thế nữa, trong lúc bị giam cầm, Maza còn chịu một cú sốc lớn khi nghe tin người yêu của mình đã tử trận. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng khi mất người mình thương. Maza đã phá vỡ xiềng xích nơi ngục tù và tiến thẳng đến vực hỗn mang, chính thức gia nhập quân đoàn ác ma. Nàng thề rằng một ngày nào đó sẽ tận diệt toàn bộ lục địa và báo thù những kẻ cao ngạo tại tháp quang minh. Sự thật đen tối trong liên quân mà bạn chưa biết đến, lực lượng sa đọa là thế lực tội nghiệp nhất trong liên quân, được xem là nơi chứa đựng của sự tàn ác, dối trá và chết chóc. Thế nhưng ít ai biết rằng tại đây luôn ẩn chứa những tâm hồn đã từng rất thánh thiện và trong sáng, chỉ vì những áp bức bất công đã đẩy họ vào con đường hắc ám tội lỗi. Đứng đầu của lực lượng tà phái này là chúa tể hắc ám Volkat, một trong những thánh tộc có trí tuệ xuất hiện sớm nhất trên đại lục Athenor. Chỉ vì điều luật ánh sáng và sự thành lập của tháp quang minh mà các sinh mệnh trí tuệ như Volkat bị cưỡng ép phải rời khỏi quê nhà của mình để đến một vùng đất xa xôi sinh sống, nên Volkat dần dần bị tha hóa và luôn muốn trả thù bọn người ở tháp quang minh. Bên cạnh đó có một nữ tu trung trinh tên Veera, là tông đồ mộ đạo thuở ban đầu của cung điện ánh sáng. Dù chưa được công nhận chính thức nhưng cô vẫn luôn tận tụy hướng đạo đầy thành kín. Bất hạnh thay, khi lực lượng sa đọa xâm lấn lục địa, chúng bắt được Veera, nhưng sự thật trớ trêu phía cung điện ánh sáng lại bỏ mặc cô nàng và từ đó đẩy số phận Veera vào bóng tối. Và hơn thế nữa, Nagroth từng là một quý tộc của vương quốc Norman, chỉ vì sự đố kỵ của bọn quý tộc khác gài bẫy giết đi những người anh em huyết sắc kỵ sĩ của Nagroth mà khiến anh căm thù và rơi vào con đường tội lỗi này. Thật đen tối trong liên quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Elandor chính là vị tướng đã khiến nữ vương tinh linh Tel Anaf phải lầm vào giấc ngủ nghìn năm. Sau khi ngọn đèn hồn đăng kích hoạt, chúng bạn của Elandor đã bị hủy diệt thân xác và linh hồn cũng bị hút vào trong, và để trả giá cho hành động này, Elandor đã bị giam trong ngục tối trăm năm. Bên trong của hồn đăng ẩn chứa những linh hồn bất hạnh nên lúc nào cũng kêu than đáng sợ. Vì tội lỗi này nên Elandor đã trở thành du hiệp tinh linh với mong muốn xoa dịu nỗi buồn cho chúng sinh bên trong hồn đăng. Sự thật thứ hai, Lorion thật đã bị giết dưới tay của Darcy, và Lorion hiện tại chỉ là một khối ma thạch hắc ám hóa thành. Ma thạch này đã dùng thân phận của Lorion thực hiện một kế hoạch hắc ám đáng sợ. Hắn lôi kéo những thế lực khác để hoàn thành kế hoạch đáng sợ của mình. Tên Lorion giả mạo này còn có dự định sẽ hiến tế toàn bộ sinh mệnh sống trong tân hiệp ước để biến nơi này thành một vực hỗn mang thứ hai, để đạt được tham vọng sức mạnh hắc ám to lớn mà hắn mong muốn.